Hello hello các bạn nha. Xin chào mừng tất cả các bạn lại quay trở lại với kênh của Kẹo. Và cũng mấy ngày rồi Kẹo không ra video các bạn ạ. Hôm nay thì Kẹo đang farm ở đây thì em Hoàn đến rủ và rủ Kẹo đi đánh boss Katakuri nha các bạn. Kẹo mới đến Shiba nên là còn rất nhiều điều bỡ ngỡ không biết gì cả các bạn ạ. Bây giờ thì Kẹo và em Hoàn sẽ đến đảo Kẹo Ngọt nha. Đi thôi nào, let's go. Chuyện này rất là nhỏ bé tí hon các bạn ạ. Lại còn có nhạc nữa chứ. Vừa đi vừa nghe nhạc rõ là hay luôn. Đảo Kẹo Ngọt đông nhỉ. Thẳng tiến các bạn ạ. Thẳng tiến về đằng trước chắc chắn là sẽ ra đẹp đảo Kẹo Ngọt. Kẹo mới đến nên là cứ không biết gì luôn. Bạn nào rủ đi dai hay là đi đâu, đi gì thì Kẹo đi đấy thôi. Biển Kẹo Ngọt. Ok, đến nơi rồi. Đến nơi rồi, biển Kẹo Ngọt các bạn. Bây giờ thì nhảy ra thôi. Đi lên đây. Đây là lần đầu tiên Kẹo bước chân đến đây và không biết gì luôn ấy. Cứ đi theo em Hoàn thôi các bạn ạ. Giờ em đi farm. Lúc nào triệu hồi thì vô gương này đánh nha. Ok. Em ấy triệu hồi thì vô cái chỗ này để đánh các bạn ạ. Sắp được rồi. Bây giờ thì Kẹo ở đây đợi em Hoàn đi farm nốt nha. Để đủ quái để triệu hồi ra nha các bạn. Ok. Đứng đây đợi. Có em đạt vào nữa. Đang đi cùng Hoàn triệu hồi Kata. Mình tới nhá. Ok, đây rồi. Qua đây. Có boss rồi các bạn. Có boss rồi, bây giờ Thiện sẽ đi vào trong cái gương này để đánh Kata nha các bạn. Kẹo nghe nói là cái con này nó vô cùng khỏe luôn đấy các bạn. Lần đầu tiên vào trong này nên là quá là bơ ngỡ luôn. Không biết là đánh cái gì nữa. Ủa, vẫn gây đam này. Không biết nó ở đâu cứ đánh bừa thôi các bạn. Vẫn gây đam này các bạn này. Vẫn gây đam cho nó này. Nhưng mà có vẻ như là ở trong này thì không bật nổi Haki đơn sát luôn các bạn. Bởi vì nó gây đam cho mình liên tục ý. Con này nó quá là mạnh luôn các bạn. Có rất nhiều người đánh ấy. Có em Hoàn này, em Đạt này. Với cả hình như còn có mấy bạn nữa ấy. Còn có cả Mochi nữa kìa. Con này rất là mạnh cho nên là các bạn mà đi triệu hồi để đánh con này thì nhớ rủ thêm bạn đi nha các bạn. Kẹo đã bị hẹo rồi đây này. À bây giờ em Hoàn mới đến này. Đi vào đây. Đây. Bây giờ Kẹo sẽ vào lại nha. Wow, bao nhiêu người đánh vào mới mất được 20% máu của nó này các bạn này. Dã man chưa? Con này quá là dã man này. Quá là bơ ngỡ các bạn. Quá là bơ ngỡ lần đầu tiên đi đánh Kata. Và cũng mới bước chân đến Shiba luôn. Nên là Kẹo quá là bơ ngỡ. Còn có cả hổ báo ở đây nữa này các bạn này. Hổ báo Phật tổ Mochi. Quá là nhiều mà đánh một lúc rồi mà nó mới mất tầm 30% máu này các bạn này. Ghê không? Thôi, Kẹo lại sắp bị đai rồi. Sắp hẹo rồi. Nó mất quá là ít máu luôn này các bạn. Sợ thật. Con này nó quá là mạnh luôn ý. Rồi. Hẹo lần thứ hai rồi. Còn non và xanh lắm Kẹo ạ. Kẹo còn non và xanh lắm. Bây giờ thì Kẹo lại đi vào tiếp nha các bạn. Wow, 50% máu các bạn ạ. Quá nhiều người mà mới đánh nó được 50% máu. Mấy phút đồng hồ rồi.
chứng tỏ nó mạnh đến cái cỡ nào các bạn biết rồi đấy, thật là kinh khủng. Kẹo vẫn gây đam được cho nó này các bạn, wow, gây được nhiều đam hết đấy các bạn. Cố lên nào các bạn ơi, cố lên. Được là 70% máu rồi, chắc là kẹo lại hẹo bây giờ đấy. Thấy chưa, kẹo lần thứ hai thứ ba rồi không nhớ nữa. Nói chung là kẹo còn non và xanh lắm luôn ấy, mà lại đi đối đầu với quái gọi là quái gì nhỉ? Quái khủng khiếp, nó vẫn chưa chết nữa, nó vẫn còn 20% máu nữa các bạn. Ta tới đây. Không nhìn thấy nó đâu luôn đấy các bạn. Bây giờ là cuống luôn rồi các bạn. Là ở đâu mà đánh như thế nào, lại còn quên bật võ nữa. Lần đầu tiên được trải nghiệm đánh con boss kata này, nó quá là khủng khiếp, cho nên là bị rối loạn luôn rồi các bạn ạ. Uầy, nó sắp hẹo rồi, nó sắp đai rồi. Cố lên các bạn ơi, bốn phật tổ này các bạn nhìn thấy không, có cả mochi nữa. Thích. Đúng lúc kẹo đai thì con boss nó cũng đai, và kẹo đã được một khăn cổ nhạt màu, tăng được 3 cấp và 1000 nguyên thạch, còn có mở khóa được danh hiệu mới tư lệnh bột. Cuối cùng thì kẹo cũng đã lấy được cái khăn choàng cổ rồi các bạn ạ. Có được không? Có được cái khăn choàng cổ. Khăn cổ. Kẹo nghe nói cái khăn cổ này hình như là né chiêu hay gì đấy các bạn ạ. Nó cũng khá là ok ấy. Khăn cổ nhạt màu, kẹo sẽ choàng nó vào nha. Đó các bạn thấy chưa? Đẹp không? Đẹp không? Không biết nói gì hơn thì chị xin gửi lời cảm ơn tới em Đạt này, em Hoàn này, em Bảo này. Cảm ơn các em rất nhiều đã giúp chị và chỉ đường cho chị để chị làm nhiệm vụ để đang trong quá trình thức tỉnh tộc cá V4 các bạn ạ. Và đánh bóp kata để ra khăn choàng nữa. Hy vọng là các bạn sẽ luôn yêu mến và ủng hộ kẹo nha. Các bạn xem video nhớ đừng quên like video và đăng ký kênh nha. Tiếp theo thì nhóm kẹo sẽ đi đâu đây nhỉ? Kẹo không biết là các bạn ấy đi đâu nữa. Các bạn ấy về pháo đài các bạn ạ. Về pháo đài. Không biết là đi đâu. Có màu hồng với đỏ. Kẹo mới bước chân đến đất Siba nên là còn ngây ngô lắm các bạn ạ. Không biết đường nào đi đâu và đi làm gì luôn ấy. Sao bạn này lại còn ở đây nhỉ? Tao có hồng. Bạn này cũng di chuyển về pháo đài luôn. Kẹo cũng di chuyển về. Ô nhưng mà kẹo về dinh thự các bạn ạ. Hôm trước có nhờ một bạn dẫn đường sang đây để đặt cái nơi biến về này. Thế là thỉnh thoảng biến về đây thôi chứ cũng không biết lấy gì nữa các bạn ạ. Thì xem có bán trái gì ngon ngon không. Tự nhiên gì đấy. Đi sang đây gian đun thử nha các bạn. Thoại các bạn, trái huyền thoại lắm luôn đấy. Cái trái này chắc là cái trái huyền thoại mà ai cũng không thích các bạn ạ. Kẹo sẽ lưu tạm thời kẹo lưu vào nha. Đây này, cái trái huyền thoại lắm luôn đấy mà không ai thích luôn các bạn ạ. Thế mới hay chứ.
lớp này là kẹo được tặng nha các bạn. Còn trái Phonix này là kẹo đổi với cả một em ấy xin kẹo trái Phật tổ, cho nên là kẹo đã cho trái Phật tổ cho em ấy. Video cũng dài rồi, kẹo sẽ kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Bye bye.